DJI ra mắt chiếc Osmo Pocket 3 này đúng thời điểm mà mình đang cần nâng cấp. Mình cần mua thêm một chiếc camera để phục vụ cho những cái video của mình. Và hiện tại thì mình đã sử dụng cái máy này được khoảng một tháng này. Trong video này thì mình sẽ làm một cái bài review chi tiết về nó. Mình đưa ra những cái cảm nhận, những cái đánh giá về chiếc camera có gimbal này. Và để trả lời cho câu hỏi là nó sẽ giúp ích như thế nào cho một người làm solo content creator như mình. Nói một chút về cái bộ máy ảnh mà mình đang sử dụng, đó là chiếc Nikon Z6. Thì mình sử dụng cái máy đó cho cả quay và chụp với những video mà các bạn xem ở trên YouTube. Tuy nhiên thì đôi khi mà mình đi ra ngoài mình quay thì mang theo một cái camera to như vậy khá là cồng kềnh và nặng. Cho nên là mình muốn một cái camera nhỏ hơn nhưng mà chất lượng nó vẫn đảm bảo. Cho nên là mình đã chọn mua chiếc Osmo Pocket 3. Nó sẽ là trợ thủ cho mình khi mà mình đi quay bên ngoài, mình đi sự kiện, hoặc là khi mà mình cần làm những đoạn video mình up lên TikTok thì cái này nó cũng hỗ trợ luôn. Cái phiên bản mình chọn mua đó là phiên bản combo, tức là ở đây nó sẽ có một cái mic không dây, một cái tripod cũng như là một cái grip kim cái pin ở đây. Chúng ta hoàn toàn có thể tháo cái grip này ra và như vậy thì Osmo Pocket 3 nó chỉ là một cái camera nhỏ gọn xinh xắn như thế này mà thôi. Tuy nó nhỏ vậy nhưng mà nó rất là mạnh mẽ cả về chất lượng cũng như là những cái cấu hình và những cái tính năng. Cũng giống như rất là nhiều người thì mình khá là háo hức khi mà chiếc Pocket 3 này ra mắt và trên thực tế thì nó là một cái camera rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một tổng thể với hình trụ vuông ở đây và phía bên trên đó là phần gimbal, tức là phần chống rung cho cái camera này. Khi mà không sử dụng tới thì cái camera này nó sẽ đóng lại và cái phần ống kính nó được bảo vệ. Như vậy thì chúng ta không lo là khi mà để vào túi sách hay là trong ba lô thì nó sẽ bị những vật khác nó chạm vào. Trên thực tế thì DJI cũng tặng kèm cho chúng ta một cái case để bảo vệ cái camera này. Khi mà chúng ta để vào đó thì nó được bảo vệ hoàn toàn từ cái màn hình cho đến camera. Theo mình đánh giá thì Pocket 3 sử dụng những cái vật liệu có tính năng bảo vệ tốt và nó cũng giúp cho cái máy nhìn nó đẹp hơn. Từ cái thiết kế màn hình cũng như là cái gimbal này thì nó cho thấy DJI cái khả năng sáng tạo của họ khá là độc đáo. Chúng ta không có một chiếc camera nào tương tự ở trên thị trường nó có một cái thiết kế ấn tượng và hiện đại như thế này. Tuy nhiên với cá nhân của mình sau một tháng sử dụng thì mình thấy rằng cái Pocket 3 này nó hơi nhỏ, ít nhất là đối với tay của mình. Bởi vì mình là một người có bàn tay khá là lớn và khi mà mình không lắp phụ kiện vào, tức là mình chỉ để nguyên như này thôi, thì nó khá là nhỏ và đôi khi là mình cầm mình hơi sợ nó bị rơi. Tại vì cái phần trên này là màn hình mà mình không hoàn toàn mình cầm tất cả cái tay của mình lên đây được, bởi vì nó sẽ che màn hình đi, mà mình chỉ có thể cầm ở phía dưới này thôi. Cho nên mình thấy đôi khi là mình thấy cái thiết kế này hơi nhỏ và ngắn, cho nên là mình cũng phải lắp cái grip kia vào để cầm cho nó chắc chắn hơn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái màn hình xoay này. Thì đây là một cái màn hình cảm ứng có kích thước là 2 inch. Và mình thấy rằng cái chất lượng hiển thị cũng như là độ sáng của nó hoàn toàn tốt với cái nhu cầu của mình. Khi mà xoay cái màn hình này ra thì đồng thời chúng ta cũng mở cái Pocket 3 này lên. Và khi chúng ta xoay ngược trở lại thì nó sẽ đóng, nó sẽ tắt cái camera này đi. Cũng nhờ cái thiết kế này mà chúng ta không cần phải dùng đến nút nguồn ở đây nữa, mà chúng ta vẫn có thể bật tắt máy một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mình thấy rằng đây là một ý tưởng rất là hay ở trên Pocket 3, bởi vì nó không chỉ giúp cho cái máy này nhìn gọn hơn khi mà nó tắt đi đâu, mà với cái việc mà chúng ta xoay nó ra để bật lên như thế này này thì nó cũng là một cái gì đấy kiểu như rất là hiện đại và high tech. Đây là một cái màn hình cảm ứng và chúng ta có thể điều khiển cái màn hình cảm ứng này thông qua việc vuốt từ bốn cạnh xuống. Ví dụ như vuốt từ phía trên xuống đó là vào cái phần setting, hay là vuốt từ phía bên trái này để xem những cái ảnh hoặc video đã quay, và vuốt từ dưới lên để chọn cái độ phân giải của video. Thì đó là một cái cách điều khiển khá là thông minh ở trên một chiếc màn hình nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ không cần phải thông qua rất là nhiều nút bấm để điều khiển nữa, mà bây giờ chúng ta chỉ việc thông qua những cử chỉ vuốt và chạm mà thôi là đã có thể điều khiển được, mình nghĩ là khoảng độ 98% những cái tính năng của cái camera này rồi. Tuy nhiên thì cũng giống như là kích thước tổng thể nhỏ của nó thì mình thấy rằng cái màn hình này đôi khi nó hơi nhỏ đối với mình. Ví dụ như trong những lần mà mình phải quay những đoạn video phụ để mình ghép vào những cái đoạn video chính á, ở trong cái phòng của mình nha, thì mình thấy rằng cái màn hình này hơi nhỏ, cho nên là mình không thể nào mình quan sát được tất cả những cái phần trong khung cảnh. Cho nên là ví dụ như nếu mà có một cái phần nào đấy hậu kỳ mà nhìn nó xấu chẳng hạn, thì có thể mình sẽ không nhận ra. Chỉ khi nào mình mang lên máy tính mình edit thì mình mới thấy là cái phần hậu kỳ đó nó xấu, hậu cảnh nó xấu. Còn ở trên cái màn hình này thì rất khó để nhìn những cái chi tiết nhỏ, ý mình nó là như vậy. Tiếp theo thì về cái chất lượng quay video cũng như là chụp hình, dĩ nhiên là cái này có khả năng chụp hình nha, chứ không chỉ riêng là quay video đâu. Và cái cảm biến mà cái Osmo Pocket 3 này sử dụng đó là loại 1 inch, tức là cái loại cảm biến mà chúng ta thời gian gần đây đã thấy bắt gặp ở trên một số cái flagship smartphone của Trung Quốc, ví dụ như là Xiaomi chẳng hạn. Thì cái cảm biến loại 1 inch này nó to hơn phần lớn so với lại cảm biến của điện thoại. Ví dụ như cái iPhone của mình đây thì cảm biến nó nhỏ hơn cái loại 1 inch mà cái Pocket 3 này sử dụng, cho nên là nó cũng đem lại cái chất lượng video cũng như là chất lượng hình chụp và cái khả năng xóa phông của nó tốt hơn. Theo như mình đánh giá thì mình thấy rằng cái chất lượng của cái Osmo Pocket 3 này nó cho ra tốt hơn rất là nhiều so với lại cái iPhone 15 Pro của mình. Mình so sánh với iPhone tại vì mình đang sử dụng iPhone để mình quay một số đoạn video. Nhưng mà bây giờ với cái Pocket 3 này thì mình không cần tới iPhone nữa, bởi vì mình đã có một cái máy quay chất lượng hơn và đẹp hơn. Về các chế độ quay phim và chụp hình thì cái máy này hỗ trợ hầu hết những cái tính năng hiện đại ngày nay. Ví dụ như là quay điều kiện thiếu sáng, slow motion hay là hyperlapse.
Cái chế độ hiện tại mình đang sử dụng đó là 4K và khung hình là 60 frame. Mình để 4K 60 tại vì đôi khi mình cần nó tua chậm lại một chút á, thì nó sẽ không bị khựng và nó không bị khó chịu như là 4K 30. Bởi vì Osmo Pocket 3 là một cái camera có sẵn cái gimbal ở đây, cho nên là chúng ta thấy là cái khả năng chống rung của nó rất là tốt. Mình có thử so sánh khi mà mình đi bộ, mình chạy bộ và mình quay với cái máy này thì nó chống rung cực kỳ ấn tượng. Và khi cần thì mình có thể bấm 3 lần vào cái nút này thì nó sẽ quay ngược cái camera trở lại. Tức là ở đây thì mình có thể tự quay phim cho mình mà mình không cần tới một ai khác. Đó là cái hay nhất mà một người làm solo content creator cần. Cái này nó hay hơn iPhone rất nhiều đúng không? Bởi vì với iPhone nếu mà chúng ta muốn một chất lượng camera, một chất lượng video tốt thì chúng ta sẽ phải sử dụng camera sau. Khi đó thì mình sẽ không thể nhìn được mình ở trong khung hình nữa và mình không thể căn được những thứ trong khung hình. Nhưng mà với Pocket 3 này thì bây giờ mọi thứ nó đơn giản hơn rất nhiều rồi. Mình có thể tự điều chỉnh mình trong khung hình, mình xem những cái hậu cảnh ở phía sau và mình xem những ánh sáng đã ok chưa, thì khi đó mình sẽ bắt đầu mình quay. Cái máy này nó cũng có chế độ Pro nha, để chúng ta có thể điều chỉnh được EV, điều chỉnh được cân bằng trắng hoặc là chọn những chế độ profile màu khác nhau. Ở đây nó có phần D-Log luôn, tức là chúng ta sẽ quay được đoạn video rất là nhiều chi tiết và chúng ta sẽ chỉnh màu sắc hậu kỳ sau. Mình nghĩ rằng cái chế độ Pro này nó sẽ thích hợp khi mà chúng ta quay ở trong studio, tức là chúng ta có thể can thiệp được vào ánh sáng thì nó sẽ cho ra một đoạn video nhìn nó ấn tượng và nhìn nó điện ảnh hơn là chế độ Auto. Không chỉ là quay video ngang hoặc là quay video theo chiều dọc để chúng ta up lên TikTok đâu, mà Osmo Pocket 3 còn hỗ trợ livestream lên một số nền tảng, ví dụ như là Facebook. Tuy nhiên thì mình là người ít khi livestream lắm, cho nên là mình chưa thử cái tính năng này. Mình chỉ nói vậy để các bạn biết được rằng Pocket 3 nó có cái tính năng đó mà thôi. Với cái cảm biến 1 inch này thì chúng ta cũng có thể tận dụng nó để chụp hình. Mình có thử chụp một số hình ảnh với Pocket 3 thì các bạn sẽ thấy là chất lượng của nó khá là ổn đúng không? Độ nét tốt, màu sắc tốt, không có gì để chê với những cái hình ảnh này. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến những cái phụ kiện khi mà chúng ta chọn mua cái phiên bản combo của Pocket 3. Đầu tiên đó là một cái kính, thì cái kính này nó sẽ khi mà chúng ta lắp vào đây thông qua hít nam châm thì nó sẽ mở rộng cái góc nhìn ra của cái camera một chút. Tức là ở đây thì camera này đang đâu đó khoảng độ 20 hay là 22mm về tiêu cự, nhưng mà khi lắp nó vào thì nó còn rộng hơn một chút để chúng ta có thể quay hoặc là chụp những cái phong cảnh. Với cá nhân mình thì mình thấy rằng cái camera này, cái góc của nó là đủ rộng với mình rồi. Đôi khi là mình thấy nó hơi rộng khi mà mình cần quay một cái vật gì đó quá nhỏ, cái điện thoại hoặc là một cái gì đó nhỏ hơn điện thoại chẳng hạn, thì mình thấy rằng đôi khi cái góc như vậy là hơi rộng và nó sẽ khiến cho cái vật thể ở trên tay của mình hay là những cái gì mình quay nó sẽ bị méo, nó không được còn tự nhiên nữa. Nếu mà DJI làm cách nào đó họ trang bị cho nó thêm một cái tiêu cự quang học nữa thì sẽ tuyệt vời hơn. Ví dụ như đây đang là 22 thì bây giờ mình có thể cần thêm một cái tiêu cự khoảng độ 35 hoặc là 50 nữa. Khi đó thì chúng ta sẽ có được một cái camera có chống zoom và có một chất lượng hình rất tuyệt vời. Dĩ nhiên là cái Pocket 3 này nó cũng có chế độ zoom nhưng mà chỉ là zoom số mà thôi. Và khi đó thì chất lượng hình ảnh nó sẽ bị giảm đi ít nhiều. Cái phụ kiện tiếp theo đó là cái tay cầm kim cái pin ở đây. Thì nó sẽ được gắn thông qua cái cổng C ở phía dưới đáy của cái Pocket 3. Và khi gắn lại như này thì mình sẽ có một cái tổng thể nhìn nó dài hơn, nó cân đối hơn và nó sẽ cung cấp thêm pin cho cái máy này. Cái nguyên lý hoạt động của cái grip này tức là nó sẽ sạc cho cái Osmo Pocket 3. Tức là khi mà chúng ta gắn cái grip này vào thì nó sẽ sạc cho cái pin của cái máy này. Và nó sẽ sử dụng pin của cái grip này trước. Khi mà cái grip này hết sạch pin thì nó mới sử dụng đến pin của cái máy. Đó là một cái cách hoạt động khá là hay. Bởi vì khi mà chúng ta tháo cái này ra thì cái Osmo Pocket 3 của mình nó luôn luôn đầy pin. Với cái bản combo này thì mình còn có một cái tripod đi kèm để chúng ta có thể đặt cái này lên trên mặt phẳng, đặt lên trên bàn để chúng ta tự quay phim. Cái phụ kiện tiếp theo đó là một cái mic không dây. Thì mình đánh giá đây là một cái mic cho chất lượng tốt. Nó ngang bằng với lại cái Rode Wireless mà mình đang sử dụng ở đây. Cái mic này rất là hay, nó có một chế độ coi như là một cái máy ghi âm vậy. Khi mà bật cái chế độ đó lên thì cái mic đó nó sẽ hoạt động độc lập chứ nó không cần tới cái DJI Pocket 3 này nữa. Và khi đó thì nó tương tự như là một chiếc máy ghi âm. Mình có thể sử dụng nó để mình thu âm giọng nói nếu cần. Ngoài ra với cái cổng USB-C ở đây thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái mic khác với cái máy này. Ví dụ như là cái bộ Rode Wireless mình đang sử dụng này thì mình hoàn toàn có thể cắm nó thông qua cổng C này để mình ghi âm và mình quay phim. Một số những cái tính năng phần mềm hay đối với chiếc Pocket 3 này đó là cái chế độ theo dõi chủ thể. Cái tính năng này mình nghĩ nó sẽ thích hợp khi mà chúng ta quay mà chúng ta di chuyển với khoảng cách dài á. Chứ còn ví dụ như mình ngồi trên ghế này mình chỉ cần hơi nghiêng đầu ra một chút. Nếu mà mình bật cái chế độ đó thì cái camera nó cũng sẽ tự động nó dịch chuyển. Như vậy thì nó sẽ khá là khó chịu cho người xem. Chỉ khi nào mà mình ví dụ như mình quay xe ở ngoài trời á, mình di chuyển xung quanh cái xe thì cái tính năng đó nó sẽ rất là hay. DJI còn trang bị cho cái Pocket 3 này một phần mềm làm đẹp nó tương tự như là những điện thoại của Trung Quốc vậy. Thông qua điện thoại thì với cái tính năng này chúng ta có thể chỉnh, chúng ta có thể làm đẹp. Ví dụ như mình có thể bóp mặt hay là mình làm cho da mình mịn hơn, sáng hơn và đẹp hơn một chút. Đó là cái tính năng mình nghĩ sẽ thích hợp dành cho những ai cần livestream hoặc là cần làm đẹp. Nhưng mà với mình thì mình ưu tiên những cái gì tự nhiên hơn, cho nên là mình không sử dụng cái tính năng đó. Cuối cùng về pin thì Pocket 3 nó có thời gian sử dụng pin là nhiều trăm phút. Mình không thể ước lượng được và mình cũng không quá quan tâm về pin.
Nhưng mà với một cái thiết kế và một cái pin như thế này và một cái grip khi mà chúng ta mua thêm á, thì mình hoàn toàn có thể quay trọn bộ một cái vlog. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng của mình á, thì mình thấy rằng Pocket 3 khá là dễ nóng, cũng là dễ hiểu thôi, tại vì nó có một cái thiết kế nhỏ như thế này mà, cho nên là cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ kém hơn những cái máy lớn. Trên thực tế thì mình thấy rằng mình chỉ cần quay một lúc với cái máy này thôi là nó bắt đầu nó nóng lên rồi. Tuy nhiên thì mình chưa gặp hiện tượng overheat, tức là nó sẽ tự động nó tắt cái máy này đi vì quá nhiệt. Mình chưa gặp cái trường hợp đó bao giờ. Và mình nghĩ rằng nó chỉ nóng như vậy thôi, chứ nó sẽ không bị hiện tượng quá nhiệt. Đó là cái bài review chi tiết của mình về DJI Osmo Pocket 3 sau khoảng 1 tháng sử dụng. Và mình vẫn đánh giá đây là một trong những cái món đồ hữu ích nhất, giá trị nhất mà mình mua trong năm 2023 vừa rồi. Nó sẽ giúp cho mình có thể sáng tạo hơn, quay được nhiều đoạn video đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.